là mong chờ những cái kỹ xảo hoành tráng của phim cũng như là nội dung phần này sẽ có những cái đặc sắc gì mới lạ hơn, và mong chờ những cái hành động kinh dị hơn. Mong chờ là sẽ có trận giao tranh rất là quyết liệt, những màn kỹ xảo thú vị. Hy vọng là sẽ có nhiều con quái vật ghê hơn. Sau một khoảng thời gian mà kể từ khi mà Sun xem được cái trailer của phim thì ngày hôm nay tận mắt chứng kiến toàn bộ bộ phim thì mình rất là hài lòng. Trâm không thể tưởng tượng được là mình đã vừa xem xong một bộ phim xuất sắc tới như vậy luôn. Và có nhiều pha hành động, mình cảm thấy rất là thích thú. Kỹ xảo với lại nội dung phim hơn hẳn hoàn toàn những cái phần trước. Chắc chắn một điều là mọi người sẽ không có bị hối hận khi xem phim rồi. Thì đây là một bộ phim hành động rất là đáng xem, vượt ngoài mong đợi của mình. Trong suốt thời gian coi là mình không có ngừng mắt chút nào luôn. Phim này thì hành động gay cấn từ đầu đến cuối luôn. Hoành tráng, gây cấn, vui nhộn, hấp dẫn, kịch tính, đáng xem, hài, ý nghĩa, mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn quá, hài, tình cảm, gây cấn, tính, hấp dẫn và hài hước. Các bạn hãy nhanh chân ra bất kỳ một cụm rạp nào để cùng San thưởng thức bộ phim Quái vật vô hình vào ngày 14 tháng 9 nha.